xin chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng Xoan Bách Phục, giảm dị ứng, bớt viêm xoang. Chúng ta lại gặp lại nhau và tạo cầu nối, sự kết nối cho những cặp đôi còn đang ê sắc ế. Hy vọng rằng họ sẽ cùng chung nhịp đập trái tim, sẽ bấm nút để hẹn hò. Nào, bây giờ ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Hả Mạng. Khi mà mình cười á, người ta kêu mình bưởi. Khi mà em nói chuyện nhỏ nhẹ thì người ta kêu em là 3D. Ảnh có đầy đủ các bộ phận là mặc đúng chỗ là được rồi. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn ngồi. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Em tên là Hứa Kiến An, năm nay 24 tuổi. Hiện đang làm việc ở 150/11 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5. Rõ gì luôn đó. Làm việc gì bạn Kiến An? Dạ, em đang làm thợ tóc. Quê ở đâu? Dạ, em quê ở Gò Vấp. Ở đâu? Gò Vấp, quê Gò Vấp. Bao nhiêu tuổi bạn An? Dạ em 24 tuổi chị. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Việt Linh. Em chào xin bạn. Chào quý vị khán giả. Em là Bùi Thị Hồng Ngọc. Em hiện là nhân viên văn phòng. 25 năm là chưa từng bị đá lần nào chị. Ủa chưa từng có người yêu luôn? Dạ. Tại hiền quá chị. Cái nỗi mà thấy mấy bạn nam mà em sợ luôn. Ủa kỳ vậy nhỉ? Mà hiện giờ có muốn có bạn trai không? Em cũng muốn có được mối tình đầu tiên vào cái tuổi. Ủa, là hồi đó giờ chưa nắm tay không hết gì trơn luôn hả? Dạ chưa từng luôn chị. Trời ơi. Vậy An ơi. Dạ. Bạn gái lớn hơn mình tuổi có sao không em? Không khoan nha. Em gái bên kia là em sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 92. Em sinh năm mấy? Dạ 92. 92 vì hai người cùng năm mà sao? Vậy là người khai tuổi ta, người khai tuổi Tây rồi. Trời ơi, may tôi hỏi lại chứ không à. Vợ chồng cùng tuổi là coi như là hợp là làm ăn lên luôn. Vợ chồng cùng tuổi giàu là tiên năm đời. Không, bên đây người ta chưa có mối tình nào. Nhưng mà bạn trai mà làm tóc nha, là tiếp xúc khách nữ rất là nhiều. Rồi á, làm tóc cho người ta nữa. Chưa chắc nha Tường. Em nói vậy tội nghiệp cho mấy bạn làm tóc. Dạ thì em làm tóc nhưng mà khi mà mình cười á, người ta kêu mình bưởi. Sao kỳ vậy? Mà thấy vậy xong rồi mình nghiêm thì ta kêu mình dữ. Khi mà em nói chuyện nhỏ nhẹ thì người ta kêu em là 3D. Mà nói nhiều quá người ta kêu em bị tổn. Cái gì? Bị tổn là khùng á. Bị tổn là khùng á. Trời ơi, từ này lạ nha. Nhưng mà cuối cùng mình xác định mình đi, mình lạ gì? Em là thẳng luôn. Thẳng là sao? Nói chung là em bình thường thôi ạ. Nhưng mà hồi đó giờ có bạn gái chưa? Ba mối tình nè chị. Có hung bạn gái chưa? Dạ cái đó có. Ủa rồi sao chia tay? Em làm tóc thì nhiều khi em cũng nóng quá. Là gọi là sao? Cái gì nói gì không hiểu, làm tóc mà nóng quá là sao? Là như khi mà em tập trung quá chị, một cái kiểu tóc sai á, thì em gọi là bực mình, khó chịu trong người á. Mà lại hỏi em bực. Làm cự luôn à. Còn như ngoài công việc là muốn sao cũng được á. Bạn nữ, bạn có hỏi trong lúc anh ấy cắt tóc hay không? À, em cũng ít nói, em ít thì làm phiền người ta lắm. À, bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em lấy hình mẫu là ba của em á chị. Dạ. Lúc nào cũng làm, việc gì cũng muốn làm á. Và thương vợ. À, cái quan trọng là cái thương vợ đó. Em có đặt ra cái chuẩn về ngoại hình như thế nào không? Dạ thì ảnh có đầy đủ các bộ phận là mặc đúng chỗ là được rồi. Đầy đủ các bộ phận mà còn mặc đúng chỗ nữa. Ủa mặc thật chỗ là mặc sao? Hả? Cái vụ này lạ nè. Mà anh thấy cô gái này dễ thương vậy mà chưa có mối tình nào anh thấy ngạc nhiên không? Dễ thương luôn. Em cảm ơn. Để em coi kiểm tra coi có bộ phận nào nó bị mọc đúng chỗ nha. Rồi được rồi. Anh kiểm kỹ giùm em. Em đứng lên thì banh cái coi. Đứng lên coi. Tất cả các bộ phận có đầy đủ không? Dạ đầy đủ anh. Có đúng chỗ không? Dạ đúng. Cái này phải khai thật nha. Về kiểm tra thiếu gì độ thừa tôi mệt lắm à. Dạ không có thiếu anh. Chắc chắn 100% ha. Dạ. Cô bên kia dễ thương lắm. Bây giờ á, cái mẫu người của em trai là như thế nào? Mẫu người của em là đơn giản thôi. Là đừng sao? Có cầu kỳ quá. 1m50 vẫn được. Mập hay ốm gì đó cũng không quan trọng. Mình làm tóc mình phải cầu kỳ một xíu chứ. Bởi vì em làm tóc cho nên em hiểu bây giờ người ta phá tóc nhiều hơn là làm. Không sao anh không hiểu. Là giống như nhiều người đi làm tóc nhiều quá cho nên cái tóc người ta bị hư nát luôn. Em nói gì ai tới tiệm em làm tóc. Rồi em coi như tóc chị vậy là nát hay là bấy hay là còn nguyên? Bấy luôn. Trung bình yếu chị. Tào lao. Thiệt cái bộ nói đúng á. Tóc thì nó tàn tát hết rồi đó. Anh không phải thầy tóc nhưng mà thấy sấy hoài đó.
thì tóc nó đúng là yếu rồi đó. Bây giờ nếu mà được thì bao lâu mình muốn tiến tới hôn nhân? Thì quan trọng là người con gái đó phải cùng em đi á. Đi đâu? Đi hớt tóc rồi. Nói chung chỉ cần hiểu cho cái ngành em thì bao lâu cũng được. Hay à. Nấu ăn gì không? Dạ biết ạ, em có biết nấu ăn. Còn những món nào mà không biết thì em sẽ lên mạng Google. Đúng rồi, bây giờ cái gì cũng có ông Google cũng chỉ giùm đúng không? Dạ. Hôm nay An có đi với ai không? Dạ em đi với thầy em với lại học trò em. Thầy là thầy dạy gì em? Dạ thầy dạy tóc. Thầy dạy tóc mà cũng ít tóc quá ha. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. An thì hiền, có trách nhiệm, mà riêng thì có cái khuyết điểm. Nói đẹp, nói luôn đi thầy ơi. Dễ dụ lắm á chị. Ủa dễ dụ là dụ gì à? Như ai nói sao thì An nghe vậy rồi chị. Mượn tiền đồ cho không? Chắc hết luôn á chị. Ủa vậy luôn á hả? Thiệt luôn hả? Hiền lắm chị. Thành ra nói bị dụ hoài ha. À, dễ đào tạo, dễ nhưng đào mới tạo. Có vợ xong thì không có bị dụ, dễ dụ nữa nha. Bạn nữ này thì cũng dễ thương, cũng mong cho hai bạn sẽ đến với nhau được ạ. À, cảm ơn thầy. Rồi, hôm nay em đi với, mẹ và chị dâu à. Dạ chào cô. Chào cô Cát Tường. Cô thấy bạn An bệnh sao cô? Tôi không biết nữa. Em đã không biết rồi, em hỏi cô không biết luôn vậy, ai biết giờ cô? Tại vì chỉ muốn cho con mình hạnh phúc thôi. Tâm đầu ý hợp này thì đến với nhau thôi, chứ người cô mà không biết, sao. Dễ quá. Cái Ngọc đó hồi xưa tóc dài lắm á, dài tới mông luôn á. Thôi. Mà nó dài cứ vậy đó hả? Dài lắm. Sao cắt gì cô? Nó xin cắt thay đổi. Khoan xí đi, cái này cái gì vậy? Dạ, em là tấm hình ngày xưa chứng minh là tóc em dài như thế. À bây giờ đưa ảnh thiết kế nè, đây anh đưa thiết kế giùm coi nha, là đó. Để tôi coi rồi. Coi kiểu nào là phù hợp. Tóc dài dễ sợ đẹp. Đẹp quá ha. Nhưng mà chưa cho coi đâu. Em thử hình dung trong đầu em sẽ gặp. Ủa chưa cho coi hình luôn hả? Chưa, dễ gì. À. Nói chung là chắc cũng cao cỡ lỗ tai của em. Xem thường đối phương. Ổng cao nhiêu mà ổng nói người ta cao cỡ lỗ tai ổng. Có mét mốt mà nói cao lỗ tai. Thôi giờ để kéo màn lên cho nó bất ngờ chút xíu nha. Kéo màn lên. Rồi, hai người gặp mặt. Gì vậy? Gì gãi đầu vậy? Anh quà tặng. Dạ em cảm ơn ạ. Cảm nhận sao? Đừng nói quen vô cắt tóc rồi nha. Nói chung là đúng mẫu người mà em. Trời giật mình. Sao nữa? Nè còn hơn nữa nè. Thấy sao? Thấy cái nào hợp hơn? Hả? Thì nói chung em thích mẫu người vừa người á. Ủa cái gì vậy? Ý là nói tàu còn á đúng không? Mất ma mất miếp đúng không? Bây giờ cười hoài khoái chí rồi. Giờ thích cái người trong hình vậy hơn hay là thích người vậy hơn? Người vậy thì cá tính hả? Tóc nào là hợp với mặt hơn? Có lẽ tóc này. Vậy bây giờ cuối cùng em thích cái nào? Thích cái này thì hợp, nhưng mà thích cái này hơn. Tốt lên nữa là đẹp nữa. Rùng quá. Thôi nhảy hip hop cho hết rung đi. Bạn trai tôi biết là nhảy hip hop hay lắm. Chuẩn bị nhạc nha. Đó, cái này có thể thể hiện được nè. Trời ơi. Ê, đừng xuống sân khấu luôn nè. Ghê không? Bị mấy người trước hút chất. Nuôi không kỹ. Đừng hút chất của ảnh nha. Nói chung là giờ anh cũng không biết nói gì hết nhưng mà hoàn hảo. Dạ em cảm ơn anh. Nói xét nó đánh xuống. Đúng rồi đúng không? Cái này người ta gọi là xét đánh nè. Đánh choáng váng luôn vậy đó. Dạ quên hết. Quên hết đúng không? Thôi bạn nói cảm nhận về chàng trai này đi. Giờ anh không biết gì nói rồi đó. Em thấy anh cũng năng động, cũng dễ thương. Giải hoài chưa tắm hả? Giải bắt. Nói đi, giải hoài luôn à. Nếu như mà em có bấm nút á thì chỉ cần alo anh Tiến. Từ tóc, trang phục, tới giày, dép
là anh lo được. Ủa vậy thôi hả? Lo như đó thôi hả? Không, vậy cũng nhiều quá anh kể. Đầu tiên cái tấm lòng vậy là mình ghi nhận được rồi. Rồi sao nữa, tính tới chuyện dài hơn đi. Thì anh, em muốn lúc nào cưới cũng được. Mà bạn gái có ý kiến gì không bạn? Em chịu. Thôi đơn giản vậy. Đây sẵn có mọi người làm bằng chứng, em hỏi về sau này lấy nhau về con cái như thế nào, kinh tế ai lo, người chơi cái đồng ý. Dạ, tại em nghĩ là chuyện con cái thì chuyện của hai vợ chồng, nếu mà khi nào mà em ổn định công việc thì anh cũng ổn định thì em cũng lo được thôi. Dạ, hai vợ chồng mình cùng lo chứ em không có muốn làm gánh nặng của anh nữa. Chưa gì cái vợ chồng mình cùng lo. Tưởng chưa cái rồi chứ cặp này sao hấp dẫn dữ vậy ta. Bây giờ nói cái gì để thuyết phục cái cửa này mới là chính. Nói đi. Dạ, anh chào cô, chào chị. Cô, nói chung nếu như cô cho bạn bên đây quen con á thì cô cứ yên tâm. Nói chung nhìn con vậy chứ con hiền á. Có lo gì cuộc đời với con? Con ốm chứ yếu đâu. Dạ, con ốm nhưng mà con không có yếu đâu. Nhưng mà lo lắng thế nào phải nói với cô cho cô yên tâm, giao con cho em chứ. Làm tóc này của con thì cần có tỉ mỉ, rất là tỉ mỉ. Cho nên khi mà bạn mà quen con thì cũng con cũng tỉ mỉ như làm tóc. Ở rể thì bạn có đồng ý không? Ở rể thì sướng hơn chị. Hay quá. Mình tưởng đâu hai người này lấy nhau lâu lắm rồi đó ta. Tay để tay bấm các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ là bạn gái này chưa có bạn trai bao giờ. Dạ. Nắm tay đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay. Dạ, bác cho con nắm tay. Bắt người đó. Giọng toán gián mà không biết gì hết, hỏi tên nhớ quên lắm á. Tên gì? Lát ra trời ơi. Tại Ngọc. Phải không Ngọc? Dạ, dạ phải hả? Ảnh tên gì Ngọc? Dạ, ảnh tên An. Thấy chưa? Ngọc An, Kiến An, An Ngọc, Ngọc An cũng được. Chúc hai bạn hạnh phúc. Không được cái là kêu nắm tay, có biết xin phép mẹ rung rung là vẫn có biết trước sau. Được, chúc mừng hai bạn sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Yeah. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Thêm món quà nữa dành cho hai bạn đó là thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản với trị giá 1 triệu đồng. Chúc các bạn sẽ có thời gian để cùng đi mua sắm với thẻ quốc tế này. Rồi. Đây là chiếc vé xem phim đến từ cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn hãy xem phim để tìm hiểu kỹ hơn nha.